Israel cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Iran đe dọa nghiền nát Israel nếu bị đáp trả. Mỹ triển khai gấp thêm hàng nghìn quân tới khu vực Trung Đông để hỗ trợ đồng minh. Israel cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân của Iran. Thưa quý vị và các bạn, Iran đã phóng tổng cộng gần 500 tên lửa nhắm vào Israel trong cuộc tấn công vào tối 1 tháng 10. Cuộc tấn công được cho là sẽ thay đổi toàn diện cục diện ở Trung Đông hiện nay. Israel sau đó đe dọa sẽ tấn công đáp trả khốc liệt với Iran, trong khi Iran cảnh báo sẽ nghiền nát nhà nước Do Thái. Giới phân tích nhận định, cuộc tấn công của Iran và Israel hôm 1 tháng 10 có thể làm thay đổi cán cân trong bối cảnh vốn đã vô cùng căng thẳng ở Trung Đông, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá. Cho đến nay, Iran chủ yếu sử dụng các lực lượng ủy nhiệm của mình trong khu vực như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen để tấn công Israel. Khi Iran tấn công trực tiếp Israel vào tháng 4, sau khi cáo buộc nước này ném bom khu phức hợp ngoại giao của Tehran tại Syria, cuộc tấn công dường như nhằm mục đích gây hiệu ứng hơn là tác động đáng kể. Tuy nhiên, cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 1 tháng 10 có vẻ khác. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cuộc tấn công mới nhất của Iran vào Israel có quy mô lớn gấp đôi so với đợt tấn công trước đó của Iran vào Israel hồi tháng 4. Tehran cho biết, đợt tấn công này là để đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những người khác. Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tuyên bố tiến hành chiến dịch trên bộ có giới hạn và cục bộ chống lại lực lượng Hezbollah tại Liban, điều mà Iran coi là sự leo thang lớn. Trong khi lực lượng phòng vệ Israel cho biết hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn, một số đã rơi xuống lãnh thổ Israel và dường như gây ra thiệt hại. Bất kỳ quyết định nào của Israel để đáp trả đều có thể định hình giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Israel đã chọn phản ứng hạn chế vào tháng 4 sau lời kêu gọi kiềm chế của Mỹ và các đồng minh. Nhưng sau những tuyên bố mà quan chức Israel đưa ra hôm 1 tháng 10, cho thấy phản ứng lần này có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Israel đã gửi thông điệp rõ ràng tới Iran rằng họ sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của nước này nếu Iran tấn công Israel. Cộng đồng quốc tế lo ngại Israel có thể quyết định nhắm vào một số cơ sở hạt nhân của Iran. Đó là điều mà Israel đã không thực hiện sau cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4, vì có thể họ lo lắng về cách lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban sẽ đáp trả. Thay vào đó, Israel đã chọn tấn công các hệ thống phòng thủ quân sự gần các cơ sở này. Tuy nhiên, do Hezbollah bị suy yếu đáng kể sau một loạt các cuộc tấn công gần đây của Israel, nguy cơ tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran là có thể xảy ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller không tiết lộ liệu chương trình hạt nhân của Iran có phải là mục tiêu hợp pháp để Israel trả đũa sau vụ tấn công bằng tên lửa hay không. Ông nói rằng, một lần nữa, Mỹ có kế hoạch thảo luận về những hậu quả đó đối với đối tác Israel trước khi tuyên bố một cách công khai. Ông Miller nhắc lại lời của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khi tuyên bố Mỹ sẽ phối hợp với Israel về phản ứng đối với cuộc tấn công vào Israel, coi đó là một sự leo thang đáng kể. Ông cũng cam kết rằng sẽ có hậu quả đối với cuộc tấn công này. Ông cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã bị đánh bại một phần là do sự phối hợp của Mỹ, Israel và đối tác, dù ông không nói rõ đối tác nào. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc đang kêu gọi một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để triệu tập càng sớm càng tốt sau khi Iran tấn công Israel bằng 500 tên lửa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trước người dân Israel rằng Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá vì đã phóng tên lửa tấn công nước này. Iran đe dọa nghiền nát Israel nếu bị đáp trả. Iran cho biết cuộc tấn công tên lửa hôm 1 tháng 10 của nước này nhằm vào 3 căn cứ quân sự của Israel, đồng thời cảnh báo sẽ nghiền nát Israel nếu nước này đáp trả. Hãng tin Fars dẫn thông cáo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết, vào tối 1 tháng 10, nước này thực hiện các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel sau một thời gian kiềm chế với hành động tấn công của Tel Aviv nhằm vào chủ quyền Iran. Theo IRGC, các tên lửa nhắm vào 3 căn cứ quân sự của Israel quanh thủ đô Tel Aviv cũng như căn cứ radar và cơ sở an ninh, tình báo. IRGC tuyên bố 90% tên lửa đã đánh trúng mục tiêu. IRGC cho biết thêm, trong cuộc tấn công này, Iran lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Fatah 2 để nhắm vào Israel. Cơ quan này khẳng định cuộc tập kích đã phá hủy nhiều xe tăng cũng như nhiều máy bay chiến đấu F-35 của Israel. Tehran không tiết lộ quy mô vụ tấn công, song khẳng định động thái hoàn toàn tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc. IRGC cảnh báo sẽ tấn công nghiền nát Israel nếu Tel Aviv đáp trả. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nêu rõ, Iran sẽ kiềm chế và dừng lại ở đây trừ khi Israel vẫn quyết đáp trả. Trước đó vào tối 1 tháng 10,
Iran đã ồ ạt phóng tên lửa nhằm vào Israel. Động thái được cho là để đáp trả việc Israel ám sát hàng loạt các thủ lĩnh Hezbollah, phá hủy hạ tầng của Hezbollah tại Liban gần đây. Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian bình luận trên X rằng, cuộc tấn công là đòn đáp trả quyết liệt Israel dựa trên các quyền hợp pháp và nhằm thiết lập hòa bình, an ninh ở Iran cũng như khu vực. Đáp trả lại, phía Israel cảnh báo Iran đã phạm sai lầm và Iran sẽ sớm nhận được hậu quả. Israel sẽ đáp trả rất đau đớn. Giới chức Mỹ cũng cho biết họ sẽ thảo luận kỹ lưỡng với phía Israel về các biện pháp đáp trả. Các hành động ăn miếng trả miếng giữa Iran và Israel đang làm dấy lên lo ngại Trung Đông khó có thể tránh khỏi một cuộc xung đột toàn diện. Trào lửa Trung Đông tăng nhiệt, Mỹ triển khai gấp gáp hàng nghìn quân nhân hỗ trợ đồng minh. Trước nguy cơ trào lửa Trung Đông rơi vào cuộc chiến toàn diện, Lầu Năm Góc tuyên bố đang tăng cường lực lượng ở Trung Đông thêm vài nghìn quân bằng cách triển khai các đơn vị mới. Lầu Năm Góc cho biết sẽ mở rộng một số đơn vị đã được triển khai đến Trung Đông. Lực lượng luân chuyển sắp tới vào khu vực này sẽ được tăng cường. Những lực lượng bổ sung bao gồm máy bay chiến đấu F-16, F-15E, A-10, F-22 và sẽ có thêm vài nghìn quân nhân trong khu vực này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm 1 tháng 10 thông báo 3 phi đội máy bay chiến đấu bổ sung đang được triển khai đến Trung Đông và một phi đội đã đến nơi. Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã triển khai hàng nghìn quân nhân cho khu vực và đã bố trí các khí tài ở khu vực Đông, Địa Trung Hải và Biển Đỏ, bao gồm cả tàu khu trục, nhóm tàu tác chiến, sân bay Lincoln và máy bay chiến đấu. Mỹ hiện có 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường đang hoạt động tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải. Việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông diễn ra trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến hàng loạt các điểm nóng, bao gồm xung đột giữa Israel, Hezbollah, Israel, Hamas, Israel, Iran. Căng thẳng leo thang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Tối 1 tháng 10, Iran ồ ạt phóng tên lửa nhằm vào Israel. Động thái được cho là đáp trả việc Israel đã ám sát hàng loạt các thủ lĩnh Hezbollah, phá hủy hạ tầng của Hezbollah tại Liban. Nhà Trắng tuyên bố sự tấn công vào Israel là một sự leo thang đáng kể của Iran với hơn 500 tên lửa bắn về phía nước này. Theo người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, cuộc tấn công của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 có quy mô lớn gấp đôi cuộc tấn công vào tháng 4. Các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bắn khoảng 10 tên lửa đánh chặn nhằm vào các tên lửa do Iran phóng về phía Israel trong trận tập kích mới nhất. Giới chức Mỹ cũng cho biết họ sẽ thảo luận kỹ lưỡng với phía Israel về các biện pháp đối phó. Trước đó, Israel mở chiến dịch quân sự trên bộ vào Liban vào đêm 30 tháng 9, rạng sáng 1 tháng 10. Chiến dịch trên bộ hạn chế được kích hoạt sau khi Israel tiến hành không kích tăng cường các mục tiêu của Hezbollah ở quốc gia láng giềng Liban. Làn sóng không kích kéo dài 2 tuần qua khiến khoảng 1.700 người thiệt mạng và hơn 8.700 người bị thương. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận rằng quân đội Israel đã tiến hành tổng cộng hơn 70 cuộc đột kích quy mô nhỏ vào miền nam Liban kể từ khi xung đột với Hezbollah nổ ra hồi cuối năm ngoái.